chưa ạ? Editora Kokugo gặp Kino Loan des. Rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay, video hướng dẫn học ngôn ngữ Pháp của bài 31 trong quyển giáo trình Minano Nihongo quyển 2. Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục chinh phục tiếng Nhật trên Wikipedia nhé. Và ở bài 31 ngày hôm nay thì chúng ta sẽ học thêm một thể mới nữa, đó là Ikoke, thể ý chí. Và ở trong tương lai thì chúng ta có rất là nhiều dự định đúng không nào? Trong tương lai mình dự định nào là muốn làm cái này, nào là muốn làm cái kia. Vậy thì cách nói mình dự định làm cái này, mình dự định làm cái kia trong tiếng Nhật chúng ta sẽ nói như thế nào đây? Thì ở bài 31 ngày hôm nay chúng ta sẽ làm rõ vấn đề này nhé. Ikoke là thể ý chí. Vậy thì Ikoke no tsukuri kata là cách tạo ra thể ý chí. Chúng ta sẽ tạo ra thể ý chí như thế nào đây? Đầu tiên đó là động từ nhóm 1. Nhóm 1 ha. Động từ nhóm 1 thì phần y trước master. Các em sẽ đưa nó về hàng O. Các em sẽ đưa nó về hàng O và cộng thêm ư vào. Cô ví dụ như ikimasu. Ikimasu cùng hàng với ki, nhưng chúng ta không đọc là i mà đọc là O, đó là chữ cô đúng không nào? Kaki kuke ko ko. Và chúng ta gắn thêm ư vào. Ikimasu thì sẽ là iko. Hoặc là isogimasu. Isogimasu đúng không? Thì cùng hàng với ghi chúng ta không đọc là i mà đọc là O thì là go. Gagi kuke go. Go cộng thêm ư vào. Isogimasu thì sẽ là isogo. Yasumimasu. Yasumimasu cùng hàng với mi nhưng chúng ta không đọc là i mà đọc là o, đó là chữ mo. Mami mu me mo. Mo cộng thêm ư vào. Yasumimasu thì sẽ là yasumo. Ngay tương tự như vậy có chữ asobimasu. Asobimasu. Asobimasu rồi. Vậy thì cùng hàng với bi nhưng chúng ta không đọc là i mà đọc là o, đó là chữ nào các bạn? Bo đúng không nào? Bo. Rồi cô cộng thêm ư vào. Asobimasu. Asobo. Tiếp theo cô ví dụ như cô có chữ gambarimasu. Gambarimasu đúng không? Vậy thì cùng hàng với ri nhưng không đọc là i mà đọc là o, đó là chữ ro đúng không? Rari ru re ro. Ro cộng thêm ư vào. Gambarimasu thì sẽ là gambaro. Gambaro. Machimasu. Machimasu thì cùng hàng với chi là chữ gì nào? Cùng hàng với chị ta chi chữ tê tổ đúng không nào? Cùng hàng với chị nhưng không đọc là i mà đọc là o, nó là chữ tổ. Cố gắng thêm ư vào. Machimasu sẽ là mato. Nét mato. I must là gặp. Vậy thì chữ i cùng hàng với i đó là chữ gì đây? Cùng hàng với i nhưng không đọc là i mà đọc là o, đó là chữ o đúng không nào? I must sẽ là ao. Ao. Hanashimasu. Hanashimasu rồi cùng hàng với shi không đọc là i mà đọc là o, là so. Sashisu se so. Là so cộng ư vào. Hanashimasu. Hanaso. Đó là cách chia của nhóm 1. Qua nhóm 2 thì cũng rất là đơn giản. Nhóm 2 lúc nào em cũng sẽ bỏ mask đi nha. Nhóm 2 thì chúng ta chỉ cần bỏ mask và cộng vô vào thôi. Có ví dụ như tatemasu. Cô ví dụ như là tabemasu sẽ là tabeyo. Mimasu, miyo. Oboemasu, oboeyo. Và nhóm 3 là nhóm động từ các em sẽ phải học thuộc, đó là shimasu và kimasu. Kimasu thì chúng ta sẽ đưa nó về koyo. Shimasu thì sẽ là shiyo. Kimasu là koyo, shimasu là shiyo. Cô ví dụ như kyuke shimasu. Cô ví dụ như kyuke shimasu thì sẽ là kyuke shiyo. Kyuke shiyo. Setsumei shimasu thì sẽ là setsumei shiyo. Setsumei shiyo. Motte ikimasu. No, motte ikimasu thì sẽ là motte koyo. Motte koyo. Hey. Được chưa nào? Cô nhắc lại ha. Cách chia của thể ý chí. Đối với động từ nhóm 1 thì chúng ta sẽ đưa cái phần y trước masu đó về một ô và gắn thêm ư vào. Nhớ nha. Rồi, động từ nhóm 2 thì chỉ cần bỏ mask cộng vô là xong. Và đối với động từ nhóm 3 thì chúng ta có hai động từ đặc biệt, đó là kimasu và shimasu. Kimasu thì sẽ đưa nó về thành koyo. Shimasu thì sẽ là shiyo. Rồi, chúng ta cùng luyện tập một chút nào. Rồi, chúng ta cùng thực hành chia một vài động từ nhé. Và trước tiên đó là động từ nhóm 1. Có ví dụ như động từ nomimasu. Vậy thì động từ nomimasu cùng hàng với chữ mi nhưng không đọc là i mà chúng ta đọc là o, đó là chữ gì? Chữ mo đúng không nào? Mani mu me mo. Mo thêm ư vào thì sẽ, vậy thì nomimasu đưa sang thể ý chí sẽ là
Mochimasu. Đưa về thể hình chí cô sẽ có chữ gì đây? Moto, đúng không ạ? Moto. Rồi động từ kaerimasu. Kaerimasu. Đưa về thể hình chí cô sẽ có chữ gì đây? Kaero. Kaero. Hay. Qua nhóm 2. Qua động từ nhóm 2 chúng ta chỉ cần bỏ mas gắn vô vào thôi. Vậy thì asobimasu. Cô bỏ mas đi. Cô gắn vô vào. Đúng không nào? Vậy thì thể ý chí của abimasu sẽ là abiyo. Abiyo. Karimasu sẽ là kariyo. Và agemasu sẽ là ageyo. Và chúng ta sang động từ nhóm 3. Cô ví dụ như kekkon shimasu. Kekkon shimasu sẽ là kekkon shiyo. Đúng không nào? Shimasu của nhóm 3 là shiyo. Kekkon shiyo. Hay benkou shimasu thì sẽ là benkou shiyo. Benkou shiyo. Motte ikimasu. Motte ikimasu thì sẽ là motte koyo. Motte koyo. Churete ikimasu. Churete ikimasu thì sẽ là churete koyo. Churete koyo. します。 しよう。 きます。 こよう。 勉強します。 勉強しよう。 考えます。 考えよう。 食べます。 食べよう。 見ます。 見よう。 降ります。 降りよう。 浴びます。 浴びよう。 出ます。 出よう。 会います。 会おう。 行きます。 行こう。 急ぎます。 急ごう。 戻します。 戻そう。 持ちます。 持とう。 遊びます。 遊ぼう。 申し込みます。申し込もう。飾ります。飾ろう。降ります。降りよう。勉強します。勉強しよう。出ます。出よう。行きます。行こう。飾ります。飾ろう。します。しよう。遊びます。遊ぼう。見ます。見よう。急ぎます。急ごう。来ます。来よう。申し込みます。申し込もう。会います。会おう。戻します。戻そう。寝ます。寝よう。持ちます。持とう。食べます。食べよう。浴びます。浴びよう。呼びます。申し込みます。復習します。飾ります。来ます。考えます。戻します。覚えます。買います。買います。聞きます。読みます。見ます。話します。します。待ちます。探します。降ります。遊びます。持ってきます。続けます。行きます。歩きます。食べます。急ぎます。寝ます。泳ぎます。帰ります。持ちます。出ます。選びます。勉強します。終わります。nó sẽ là thể thường của Marshall và Marshall cả.
đấy. Và nghĩa của Marshall là vũ ra đó cũng làm gì, và Marshall cá là đưa ra lời đề nghị giúp ai làm việc gì đó, thì cũng tương tự như vậy, thể ý chí nó cũng có nghĩa là rủ rê ai đó làm việc gì đó, hoặc là để đưa ra lời đề nghị giúp đỡ ai làm việc gì đó. Và có thêm một nghĩa nữa đó là ikoke, thể ý chí mà, đúng không nào, thì là mình tự nhủ làm một việc gì đó. Có ví dụ như hồi trước mình sẽ nói là choto yasumimasho, choto yasumimasho cũng nghĩ thôi, như thì đưa về thể ý chí chúng ta sẽ có là choto yasumo, choto yasumo, câu sẽ ngắn gọn hơn lại, cũng cùng là một ý nghĩa đó, nhưng cái câu cách nói của mình sẽ ngắn lại, cùng nghĩ thôi, yasumo cùng nghĩ thôi. Hoặc là kaimono ni ikimasho, kaimono ni ikimasho, cùng đi mua sắm. Thì ở bài thì khi mà chúng ta đưa động từ về thể ý chí kaimono ni iko, kaimono ni iko, cùng đi mua sắm. Hoặc là koen o sanpo shimasho, koen o sanpo shimasho, đi dạo thôi, đi dạo công viên thôi, thì đưa về thể ý chí sẽ là koen o sanpo shiyo, koen o sanpo shiyo. Hoặc là kaerimasho, kaerimasho, cùng về thôi, khi đưa về thể ý chí thì sẽ là kaero, kaero, về thôi, chủ đề. Hoặc là kina san ni gambarimasho, gambarimasho, cùng cố gắng, cùng cố gắng. Vậy thì đưa về thể ý chí sẽ là gambaro, gambaro, cùng cố gắng. Hoặc là có cái nghĩa là mình đưa ra cái lời đề nghị, nhã ý của mình giúp đỡ người khác. Ví dụ như là mado akemasho ka, mado akemasho ka, để tôi mở cửa sổ ra giùm chị nhé. Vậy thì đưa về thể chí thì sẽ là mado akeyo ka, mado akeyo ka, để tôi mở cửa sổ ra giùm chị nhé. Hoặc là eokon o tsukemasho ka, eokon o tsukemasho ka, thì đưa về thể chí thì sẽ là eokon o tsukeyo ka, eokon o tsukeyo ka. Rồi các em đã hiểu được cách chia và nghĩa của thể ý chí chưa? Chúng ta cùng đi vào một vài ví dụ nhé. Isho ni gakkoe iko, isho ni gakkoe iko, cùng nhau đi đến trường thôi, cùng nhau đi đến trường. Đấy. Hoặc là gì đây? Jogingu shiyo, jogingu shiyo, rủ ai đó cùng đi bộ, đấy, cùng đi bộ thôi. Hoặc là gì đây? Benko shiyo, benko shiyo, cùng học thôi, đấy, benko shiyo, cùng học thôi. Isho ni neyo, isho ni neyo, cùng ngủ thôi, đấy. Hoặc là chotto kyūkei shiyo, chotto kyūkei shiyo, học lâu quá bây giờ mình nghỉ chút ha, kyūkei shimasu, kyūkei shimasu là nghỉ giải lao, kyūkei shiyo, mình cùng nghỉ một chút thôi, chotto kyūkei shiyo, nghỉ một chút thôi. Hoặc là gì đây, yama ni noboru, yama ni noboru, cùng leo núi thôi, đấy. Bây giờ là hiện tại bây giờ là các em bao nhiêu tuổi rồi, và các em có dự tính gì cho mình ở tương lai chưa? Các em dự định là khi nào mình sẽ kết hôn đây? Đấy. Tối nay các em có dự định làm gì không? Tối nay các em có dự định là đi đâu đó uống nước với bạn bè hay không? Hay là có dự định là đi xem phim với bạn bè hay không? Hoặc là trong tương lai thì em định là khi nào mình sẽ kết hôn đây? Nhá. Thì để nói được những câu đó chúng ta sẽ đi vào mẫu ngữ pháp đầu tiên. Đó là động từ yo to omotteimasu. Động từ chia về thể ý chí, là động từ của ghi chữ yo có nghĩa là động từ chia về thể ý chí to omotteimasu. Đấy là dự định tính làm cái gì đó. Để rõ hơn chúng ta cùng đi vào ví dụ cụ thể nhé. Ví dụ như nếu mà có ngày nghỉ Renkyu là kỳ nghỉ dài, đấy, Renkyu là kỳ nghỉ dài. Nếu mà có kỳ nghỉ dài thì tôi dự định là sẽ nghỉ ngơi thong thả ở nhà thôi. Nghỉ ngơi thong thả ở nhà thôi. Thì cô sẽ nói là uchi de yukkuri yasumo to omotteimasu. Renkyu ga atara, Renkyu ga atara, nếu mà có kỳ nghỉ dài á thì uchi de yukkuri yasumo to omotteimasu. Tôi dự định là tôi tính là sẽ nghỉ thông thả ở nhà thôi, không làm gì cả. Hay, hoặc là làm sao đây? Ở Nhật thì em dự định là sẽ lấy N2, đúng không nào? Nihon de enuni o toro to omotteimasu. Torimasu là động từ lấy, torimasu đưa về thể ý chí sẽ là toro, đấy, toro to omotteimasu. Em dự định là em tính là sẽ lấy N2 ở Nhật. Nihon de enuni o toro to omotteimasu. Hoặc là tối nay tôi dự định là sẽ ở nhà đọc sách. Tối nay tôi dự định là sẽ ở nhà đọc sách.
thì sẽ là con bằng uchi de hon o yomoto omotemasu. Con bằng uchi de hon o yomoto omotemasu. Đấy. Ví dụ như khi cô hỏi các em, minasan, con bằng nani o shiyou to omotemasu ka? Con bằng nani o shiyou to omotemasu ka? Tối nay em định làm cái gì nào? Tối nay em dự định là sẽ ở nhà đọc sách. Né? Con bằng uchi de hon o yomoto omotemasu. いいですね。hoặc là con bằng nani o shiyou to omotemasu ka? Tối nay em dự định sẽ làm gì vậy? Em dự định là sẽ đi uống nước với bạn bè. Thì sẽ nói làm sao đây? Con bằng tomodachi to nomi ni ikoto omotemasu. Né? Con bằng tomodachi to nomi ni ikoto omotemasu. Raishu tomodachi to onsen e ikoto omotemasu. Raishu tomodachi to onsen e ikoto omotemasu. Tuần sau thì em dự định là sẽ đi tắm onsen, đi tắm suối nước nóng cùng với bạn bè. Né? Tuần sau á thì em dự định là sẽ đi tắm suối nước nóng với bạn bè. Né? Raishu nani o shiyou to omotemasu ka? Raishu nani o shiyou to omotemasu ka? Tuần sau em có dự định làm gì không? Raishu tomodachi to onsen e ikoto omotemasu. Né? Hoặc là cô thì rất là thích viết tiểu thuyết Shoshetsu o kakimasu, rất là thích ha. Cho nên nó là hima ni nattara shoshetsu o kakoto omotemasu. Hima ni nattara shoshetsu o kakoto omotemasu. Nếu mà rảnh rỗi á, hima ni nattara, nếu mà rảnh rỗi thì cô dự định là sẽ viết tiểu thuyết. Đấy. Hoặc là cô dự định là sẽ trở thành tiểu thuyết gia. Shōsetsu ka ni naro to omotemasu. Né? Shōsetsu ka là nhà tiểu thuyết. Né? Shōsetsu ka ni naro to omotemasu. Hoặc là bây giờ các bạn đang học tiếng Nhật đúng không nào? Và các bạn dự định trong tương lai là mình sẽ trở thành giáo viên dạy tiếng Nhật đúng không nào? Mình dự định mình tính là mình sẽ trở thành giáo viên dạy tiếng Nhật. Thì sẽ nói như thế nào đây? Nihongo no sensei ni naro to omotemasu. Đấy. Né? Nihongo no sensei ni naro to omotemasu. Hoặc trở thành phiên dịch thì sẽ nói như thế nào? Tsuyaku desu ne. Tsuyaku ni naro to omotemasu. Trở thành phiên dịch, tôi dự định là sẽ trở thành phiên dịch. Và bài hôm nay thì các em sẽ học thêm một mẫu ngữ pháp nữa, nó có ý nghĩa là vẫn chưa, mada te imasen. Ví dụ như hồi trước cô hỏi các em ha, mo hiru gohan o tabemashita ka? Mo hiru gohan o tabemashita ka? Nếu như mà em ăn rồi thì em sẽ trả lời là hai mo tabemashita, không nào? Còn cái em ie thì sẽ là ie mada desu, ie mada desu. Và ở bài hôm nay thì cái mada te imasen này nó sẽ trả lời thay cho cái trường hợp là ie mada tabete imasen, chưa, em vẫn chưa ăn. Thì cái mada te imasen này nó sẽ hay hơn là khi mà các em chỉ trả lời là ie mada, đúng không nào? Ie mada tabete imasen, chưa, em vẫn chưa ăn. Hoặc là mo shibudai o shimashita ka? Mo shibudai o shimashita ka? Ie mada shite imasen. Hoặc là mira san, dai san shu ikka no kotoba wa mo oboemashita ka? Dai san shu ikka no kanji wa mo oboemashita ka? Các bạn nhớ hết chữ Hán của bài 31 chưa? Ie mada oboete imasen, chưa, em vẫn chưa nhớ rồi, đúng không nào? Rồi chúng ta cùng đi vào một vài ví dụ cụ thể nhé. Ví dụ như câu hỏi reporto wa mo kakimashita ka? Reporto wa mo kakimashita ka? Báo cáo anh đã viết xong chưa? Chưa thì sẽ là ie mada kaite imasen. Ie mada kaite imasen, chưa, vẫn chưa viết. Đấy. Hoặc là câu hỏi làm sao đây? Các em mượn sách đúng không? Các em mượn sách của thư viện thì câu hỏi là sách của thư viện á đã trả chưa? Tōshōkan no hon wa mō kaeshimashita ka? Tōshōkan no hon wa mō kaeshimashita ka? Ie mada kaeshite imasen desu ne. Ie mada kaeshite imasen, chưa, vẫn chưa trả desu ne. Tennokai wa mō mi ni ikimashita ka? Tennokai wa mō mi ni ikimashita ka? Anh đã đi xem hội triển lãm chưa? Ie mada mi ni itte imasen. Ie mada mi ni itte imasen, chưa, tôi vẫn chưa đi xem.
この本、この本はもう読みましたか？この本はもう読みましたか？文章này anh đã đọc xong hết chưa? いえ、まだ読んでいません。いえ、まだ読んでいません。Chưa, tôi vẫn chưa đọc xong. Sanjika no kotoba wa mo oboimashita ka? Sanjika no kotoba wa mo oboimashita ka? Từ vựng của bài 31, đã nhớ hết chưa? Ie mada oboete imase. Ie mada oboete imase. Chưa, vẫn chưa nhớ. Mada te imase có nghĩa là vẫn chưa. Mỗi ngữ pháp này rất là đơn giản, đúng không nào? Rồi, chúng ta cùng vào ngữ pháp tiếp theo nhé. Và mẫu ngữ pháp này, động từ các em đưa về thể từ điển và động từ thể nai, động từ ru, nai, sumori có nghĩa là tình dự định luôn. Rồi ví dụ như có tiền rồi đúng không nào? Có tiền rồi cho nên mình định là tháng sau mình sẽ mua xe hơi. Raigetsu kuruma o kau tsumori desu. Đúng không nào? Kuruma o kaimasu, động từ mua là kaimasu mà chúng ta đưa về thể từ điển sẽ là kau tsumori desu. Đấy. Kuruma o kau tsumori desu. Tôi định là sẽ mua xe hơi. Đấy. Hoặc là Ashita kara daito suru tsumori desu. Daito suru tsumori desu. Tôi dự định là từ ngày mai tôi sẽ giảm cân, không ăn nữa, béo quá rồi, không nào? Ashita kara daito suru tsumori desu. Đấy. Tôi dự định là ngày mai sẽ giảm cân. Rồi, ví dụ như Raine N2 o toru tsumori desu. Raine N2 o toru tsumori desu. Tôi dự định là sang năm sẽ lấy được bằng lần 2, đúng không nào? Raine N2 o toru tsumori desu. Tôi dự định là sang năm sẽ lấy bằng lần 2. Hồi vừa nãy các em cũng vừa học một cái mẫu ngữ pháp, nó cũng có ý nghĩa là định dự định, đúng không nào? Đó là yoto omotemasu, động từ chia về thể ý chí. Tốt omotemasu, tôi dự định làm cái gì đó. Và cái ru tsumori desu này nó cũng có nghĩa là dự định. Đúng không nào? Ashita kara daito shiyoto omotemasu, đúng không nào? Tôi dự định là bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ giảm cân, đúng không? Hoặc là cô nói ashita kara daito suru tsumori desu. Ashita kara daito suru tsumori desu. Tôi dự định là ngày mai sẽ giảm cân. Vậy thì cái yoto omotemasu và cái tsumori desu này nó có một chút khác nhau. Và các em chú ý là nếu như mà khi cô dùng tsumori, tsumori tức là cô dự định, đúng không? Cô dự định làm một cái gì đó. Nhưng trong cái dự định đó có cái ý chí ở trong đó, có ý chí ở trong đó. Còn cái yoto omotemasu chỉ là cái dự định trong đầu của mình thôi. Dự định trong đầu của mình là mình sẽ làm như vậy đó. Còn cái tsumori là có ý chí trong đó, mình quyết định, mình quyết tâm là mình sẽ giảm cân bắt đầu từ ngày mai. Hoặc là tương tự cô nói Raine enu ni o toroto omotemasu, đúng không nào? Raine enu ni o toroto omotemasu. Và Raine enu ni o toru tsumori desu. Đấy, Raine enu ni o toru tsumori desu. Cả hai câu đều là có dự định lấy N2 vào sang năm. Nhưng cái tsumori là có cái quyết tâm ở trong đó, quyết tâm là sang năm phải lấy cho được N2, đúng không nào? Còn cái tố omotemasu chỉ là cái dự định, cái suy nghĩ trong đầu của mình thôi, được chưa? Cho nên là các em hiểu ở cái chỗ là dồ tố omotemasu và tsumori chưa? Đấy, rồi chúng ta cùng tiếp tục nhé. Hay, Nihon ga suki desu, đấy. Nihon ga suki desu. Thích Nhật cho nên là zotto Nihon ni sumu tsumori desu, đấy. Zotto Nihon ni sumu tsumori desu. Tôi dự định là sẽ sống suốt ở Nhật Bản luôn, đấy. Hoặc là gì đây? Raine kekkon suru tsumori desu. Raine kekkon suru tsumori desu. Tôi định là sang năm sẽ kết hôn, đấy. Hay, toshi o torimasu, đấy. Toshi o tottara, toshi o tottara, kuruma o unten shinai tsumori desu. Nếu mà lớn tuổi rồi, toshi o tottara, nếu mà lớn tuổi rồi thì tôi dự định là sẽ không lái xe. Kuruma o unten shinai tsumori desu. Đấy. Unten shimasen, đúng không nào? Kuruma o unten shimasen. Nhưng đi với tsumori động từ chúng ta sẽ đưa về thế này. Đấy. Kuruma o unten shinai tsumori desu. Tôi dự định là sẽ không lái xe, đúng không nào? Nếu mà già rồi thì tôi dự định là sẽ không lái xe. Đấy. Là gì đây? Ashita kara tabako o suwanai tsumori desu. Động từ
Suimasen được thể này sẽ là suwa này. Dự định không hút thuốc cũng không nào. Dự định không hút thuốc vào ngày mai. Ashita kara tabako suwa nai tsumori desu. Đấy, có ý trong đó quyết tâm là ngày mai sẽ không hút thuốc. Nihongo no shiken o uke nai tsumori desu. Shiboto ga isogashii desu. Tôi dự định là sẽ không thi kỳ thi tiếng Nhật. Bởi vì làm sao đây? Bận rộn quá. Bởi vì công việc bận rộn quá. Đúng không nào? Shiroto ga isogashii desu. Bởi vì công việc bận rộn quá. Cho nên dự định là sẽ không thi kỳ thi tiếng Nhật. Hoặc là làm sao đây? Kuni e kaeranai tsumori desu. Kuni e kaeranai tsumori desu. Hikoki no chiketto ga takai desu. Kuni e kaeranai tsumori. Tôi dự định là không về nước. Tại sao đây? Bởi vì vé máy bay mang quá. Hikoki no chiketto ga takai desu. Rồi, được chưa các em? Chúng ta vừa mới học công thức là chúng ta vừa mới học là ru tsumori và nai tsumori. Ru tsumori có nghĩa là mình dự định làm cái gì đó. Còn nai tsumori là dự định là sẽ không làm cái gì đó. Rồi, chúng ta cùng vào mẫu ngữ pháp cuối cùng của bài học này nhé. Đó là yote desu. Cũng là dự định luôn, nhưng động từ đi với yote sẽ là ru yote và danh từ thì sẽ là danh từ no yote, dự định luôn. Đấy, Osaka 8月 no owari. Cuối tháng 8 thì tôi dự định là đi Osaka. Vậy thì cô sẽ nói như thế nào đây? 8月 no owari ni Osaka e iku yote desu. Đấy, 8月 no owari ni Osaka e iku yote desu. Tôi dự định là sẽ đi Osaka vào cuối tháng 8. Hachigatsu no owari là cuối tháng 8. Đấy. Hoặc là shiken wa konshiu, đúng không? Konshiu no suyobi. Shiken wa konshiu no suyobi no yote desu. Đấy. Konshiu no suyobi là danh từ đi với yote thì sẽ là no yote desu. Đấy. Shiken wa konshiu no suyobi no yote desu. Kiểm tra thì dự định là sẽ vào thứ tư tuần này, đúng không nào? Konshiu no suyobi no yote desu. Dự định là thứ tư tuần này. Đấy. Rồi ở đây chúng ta cũng học thêm một mẫu ngữ pháp nữa, cũng có nghĩa là định dự định luôn. Vậy thì làm sao đây? Yoto omatte imasu cũng là định dự định. Rồi ru nai tsumori cũng là định dự định, đúng không nào? Rồi thêm cái yote nữa cũng là dự định luôn. Vậy thì cái yote này là cái dự định, nhưng cái dự định này chắc chắn sẽ xảy ra, chắc chắn sẽ là cái yoto omatte imasu là dự định mình tính cái gì đó trong đầu, đúng không nào? Còn cái tsumori là cũng định dự định nhưng có sự quyết tâm ở trong đó. Đấy. Còn yote này là cũng định dự định nhưng chắc chắn sẽ xảy ra, chắc chắn sẽ là, đúng không nào? Hachigatsu no owari ni Osaka e iku yote desu là dự định là sẽ đi Osaka vào cuối tháng 8. Thì dự định này là dự định chắc chắn và nó và mình sẽ làm sẽ xảy ra, đúng không nào? Và cũng như là cái ví dụ như là kiểm tra buổi thi á, thì dự định là vào thứ tư tuần này, thì vào thứ tư tuần này chắc chắn sẽ có kỳ thi diễn ra, đúng không nào? Được chưa? Các em hiểu được cái dồ tê chưa? Kaigi wa konshiu no kinyobi no yote desu. Kaigi wa konshiu no kinyobi no yote desu. Cuộc họp thì dự định là sẽ vào thứ sáu tuần này, đúng không nào? Tức là vào thứ sáu tuần này thì chắc chắn sẽ có cuộc họp. Tiếp theo, Shucho wa doko desu ka? Shucho wa doko desu ka? Furatsu no yote desu. Furatsu no yote desu. Dự định là ở Pháp á. Chị này hỏi gì đây? Chuyến công tác của anh là sẽ đi đâu vậy? Dự định là Pháp á. Hai người nào sao? Với bài văn đốn này chúng ta đã học thêm một thể mới nữa rồi, đúng không nào? Đó là ikoke, ý chí. Là ý chí và cách nói chúng ta dự định sẽ làm gì đó. Cách sử dụng của yoto omatte imasu, ru nai tsumori desu, ru yote hoặc là danh từ no yote desu, đúng không nào? Nếu có gì chưa hiểu và thắc mắc ở bài văn mẫu này thì các em hãy hỏi cô ở phần comment ở phía bên dưới, cô sẽ giải thích cho các em nhé. Cô chúc các em có một buổi học thật vui và thật hiệu quả. Hẹn gặp lại các em trong video học lần sau nhé. Sayonara, mata mashou.